Báo ứng kẻ ngoại tình. Thái thượng lão quân, tại sao khanh lại dâng sớ xin trừng phạt chàng trai thường dân này? Hắn đã làm gì nên tội? Bẩm Ngọc Hoàng, tên Trương Lâm này không phải một người bình thường. Trước đây hắn vốn là tiểu tiên trên thiên đình, nhưng vì bản tính trăng hoa hay trêu ghẹo các tiên nữ nên đã bị đẩy xuống hạ giới. Có chuyện đó nữa sao? Thần tưởng rằng hắn sẽ biết hối cải, nhưng nào ngờ vẫn giữ nguyên bản tính cũ. Hắn đầu thai chỉ là một tên lính quèn, ỷ có gương mặt tuấn tú nên hay dở thối trăng hoa với những cô gái nhà lành xinh đẹp, rồi nhanh chóng bỏ rơi họ. Nếu tha cho tên này thì quả là không còn thể diện của thiên đình. Khanh hãy làm cho hắn trở thành kẻ có dung mạo xấu xí nhất thế gian, để xem hắn còn có thể lừa gạt ai được nữa. Tố Tâm, đây là thính vật của chúng ta. Ta hứa sẽ đưa nàng khỏi nơi này. Nàng có muốn lấy ta không? Người ta gọi thiếp là con hát, chỉ biết ca hát mua vui cho thiên hạ. Duy chỉ có chàng là thương thiếp thật lòng. Trường Lâm, có thật chàng sẽ đưa thiếp đi khỏi nơi này chứ? Đương nhiên, Trường Lâm này đã hứa là làm. Vậy là cô nàng làm ở gánh hát tên Tố Tâm đấy, tình huynh thật sao? Ta cũng không ngờ cô ta lại ngây thơ như vậy. Cô ta nghĩ gì chứ? Trường Lâm này có thể quen với bao tiểu thư khuê khác, làm sao lại đi cưới thứ đàn bà như cô ta được chứ? Ta đến phục huynh đấy. Trong thành này huynh quen với biết bao nhiêu là cô gái, vậy mà cô nào cũng đinh ninh huynh sẽ lấy mình làm vợ. Đến là tai. Thôi, không nói dông dài nữa. Ta phải đi gặp tiểu thư Ngọc Mai đã. Khi nào thành con rể quan huyện, ta sẽ mời huynh đến uống rượu sau. Này, tỉnh dậy đi anh dì ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chàng đến rồi sao? Nàng chờ ta có lâu không? Ôi trời ơi, Trương Lâm đấy ư? Sao lại ra nông nỗi này? Mặt chàng bị sao thế? Mặt ta có gì ư? Mà thôi, ta đến đây muốn nói về chuyện của chúng ta. Sinh lễ ta đã chuẩn bị xong rồi. Tháng sau... Thôi, chuyện cưới xin cứ từ từ nói sau đi. Hôm nay ta về trước. Thì ra là vậy. Trời ơi, với gương mặt này thì không chỉ Ngọc Mai, mà có lẽ đến những cô gái bình thường cũng phải ghê tởm. Ta phải làm sao bây giờ? Cậu thông cảm, thật tình là nhiều tiểu thư đã đến tìm, nhưng công tử nhà tôi bệnh nặng, không muốn tiếp ai. Mà tôi nói thật, cô không nên gặp công tử thì hơn. Ta còn lạ gì chàng nữa, lúc nào cũng phải thật chỉnh chu bóng bẩy mới chịu gặp người khác. Người có mặt ta. Hả? Có chuyện gì thế này? Nàng đi đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Thiếp đã nghe lời đồn của mọi người rồi, chàng đừng giấu thiếp nữa. Giờ thì nàng thấy rồi chứ. Ta đã trở thành một kẻ xấu xí đáng kinh tởm, không còn là Trương Lâm của nàng nữa đâu. Chàng nói gì vậy? Chàng nghĩ thiếp ở bên chàng chỉ vì gương mặt đó thôi sao? Trương Lâm mà, dù có chuyện gì đi nữa, thiếp cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng đâu. Thật sao? Nàng không cảm thấy ghê tởm dung mạo này của ta như bao người khác hay sao? Chàng hãy tin em đi, em thật sự một lòng một dạ với chàng mà. Cảm ơn nàng. Ngày ngày trôi qua, Tố Tâm luôn ân cần chăm sóc, thuốc thang cho Trương Lâm, không nề hà vất vả. Cảm động trước tình cảm của Tố Tâm, gã trăng hoa Trương Lâm đã dần dần thay đổi bản tính và yêu nàng từ lúc nào không biết. Tuy không chữa khỏi bệnh, nhưng Trương Lâm vẫn có Tố Tâm ở bên chăm sóc yêu thương. Một thời gian sau, hắn đã chuộc cô ra khỏi gánh hát và lấy cô làm vợ. Chỗ sách này đã lâu chàng không động đến, cũng phủ bụi cả rồi. Ồ, đề tên của mình ư? Lá thư này chàng chưa từng gửi cho mình, không biết viết cái gì đây. Tố Tâm, khi thư này đến tay nàng thì có lẽ ta đã thành thân với tiểu thư Ngọc Mai và chuyển lên kinh thành sinh sống. Có lẽ nàng sẽ đau khổ và oán hận ta, nhưng ta nhận ra rằng
lâu nay tình cảm của ta dành cho Ngọc Mai mới là chân thật, giữa chúng ta có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tố Tâm, nàng biết không, cuối cùng ta cũng được thăng chức rồi. Trời ơi, không lẽ cô ấy đã đọc được bức thư lúc trước rồi. Sau khi biết được Trương Lâm từng lừa dối mình, Tố Tâm đã bỏ đi không lời từ biệt. Trương Lâm bỏ lại hết nhà cửa, của cải, đi tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi, nhưng vô vọng. Tố Tâm ơi, nàng hiểu lầm rồi. Giờ ta đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa. Bức thư đó đã là chuyện của quá khứ. Nàng thật tàn nhẫn, không cho ta một cơ hội để giải thích sao? Nhiều năm sau, Trường Lâm, ngươi đã biết hối cải và ân hận, vậy là đã đến lúc trả lại ký ức của thần tiên cho ngươi rồi. Người là Thái Thượng Lão Quân. Đúng vậy, ngươi đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng nay xem ra đã biết hối cải. Ta đã xin Ngọc Hoàng khôi phục chức tiên cho ngươi, ngươi có thể kết thúc kiếp phàm trần này rồi. Nhưng như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải quên hết ký ức kiếp này ư? Đương nhiên rồi, với thần tiên chúng ta thì kiếp con người chỉ là phù du thoáng chốc, chẳng đáng là gì. Ngươi đã quên cuộc sống trường sinh bất tử, tự do tự tại của thần tiên sao? Tôi không quên, nhưng tôi cũng không muốn quên đi ký ức kiếp này. Thì ra ngươi nối tiếc cô gái phàm trần ấy. Nhưng ngươi có biết cô ấy đã kết hôn với một người khác rồi không? Nếu tiếp tục ở lại, ngươi không những có tuổi thọ ngắn ngủi, mà còn phải mang vẻ ngoài xấu xí này suốt đời. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Dù vậy đi nữa, tôi đã nợ Tố Tâm quá nhiều. Tôi không thể để cả ký ức về cô ấy mà cũng quên đi, để tiếp tục sống như một thần tiên mà không vướng bận gì được. Cây trâm này khi ấy tôi chỉ tiện tay mua, khi tặng cho Tố Tâm còn nghĩ nàng thật khờ dại. Cuối cùng thì kẻ khờ dại là tôi mới đúng. Xin người hãy thay tôi tạ ơn ân điển của Ngọc Hoàng. Hy vọng rằng sau khi Trương Lâm người phàm chết đi, người có thể cho tôi hóa thành một chòm sao trên bầu trời, để nó mãi soi sáng cho nàng, dù lỡ nhiều kiếp sau đi nữa. Mẹ đang ngắm sao ạ? Trời trở lạnh rồi, mẹ cẩn thận kẻo ốm. Mà mẹ ơi, chòm sao kia nhìn thật giống một chiếc trâm cài tóc mẹ nhỉ? Mẹ đang nghĩ gì thế ạ? Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thôi con à. Vậy là cuối cùng, linh hồn của Trương Lâm đã hóa thành những vì sao mang hình dáng của chiếc trâm cài tóc, tính vật đính ước của chàng năm nào. Những vì sao ấy lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm, cũng như tình yêu và lòng hối hận mà chàng đã mang theo đến đời đời kiếp kiếp. Cô con gái da màu và bí mật bị chôn giấu. Bố mẹ nhìn xem, con đô cáo không nè. Họ không có con nên nhận con nuôi phải không? Không phải là con nuôi đâu, con ruột của họ đó. Sao có thể thế? Cô chú ấy đều là người da trắng, còn con bé là người da đen mà. Hồi họ mới chuyển tới đây, ai cũng thắc mắc như vậy. Nhưng bố con bé giải thích cho nên con bé cũng có màu da khác với bố mẹ là thế. Kỳ cục thật đấy nhỉ. Tôi đoán rằng có gì bất thường ở đây rồi. Mẹ ơi! Ngẩng đầu lên con. Dạo gần đây con hay bị chảy máu cam, có lẽ mình nên đưa con đi khám em ạ. Vâng, anh. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo con gái của anh chị bị bệnh máu trắng. Sao cơ ạ? Bệnh máu trắng ư? Anh chị hãy bình tĩnh, bệnh này có thể chữa được nếu như tìm thấy người có tủy phù hợp để ghép cho cô bé. Vâng.
hai vợ chồng chúng tôi sẽ làm xét nghiệm trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể kêu gọi họ hàng và bạn bè nữa. Mong rằng sẽ có kết quả tốt đẹp cho con bé. Rất tiếc, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả những người thân trong gia đình và cả bạn bè của hai vị đều không có ai có tủy phù hợp với cô bé hết. Thực ra, những người có cùng dòng máu là người có khả năng phù hợp là cao nhất rồi. Vậy mà... hay em nói thật với bác sĩ đi. Thưa bác sĩ, thật ra tôi không phải cha ruột của cô bé. Sanda, anh nghĩ là chỉ còn cách công khai sự thật. Chúng ta cần đưa thông tin lên mạng xã hội để cho cha ruột con bé biết tình hình. Chỉ cần anh ta quay lại, con bé sẽ có cơ hội được cứu sống. Em không muốn thế. Em đã chôn vùi quá khứ của mình. Nhưng con gái của chúng ta cần được cứu, em hiểu không? Nhưng anh ta không xứng đáng được gặp con bé. Em không muốn nhìn thấy anh ta một lần nào nữa. Thôi nào Sanda, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Chúng ta phải làm mọi cách để cứu con bé. Con bé không phải con gái ruột của anh, nhưng anh yêu thương nó hơn chính bản thân của mình. Ở một thành phố khác. Chào em yêu. Ôi, anh đi làm về rồi hả? Hôm nay hai con đều đi dự lễ hội ở trường, nên chỉ có chúng ta ăn tối với nhau thôi. À mà, hội phụ nữ đang có ý đề cử em vào vị trí lãnh đạo đó anh. Tốt mà, em nên nhận đi. Em cũng định như vậy á. Chồng em là một nghị sĩ, em cũng phải có một vị trí nào đó cho tương xứng chứ. Hôm nay, mấy chị bên hội phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau về một cặp vợ chồng nọ đi tìm cha ruột cho con đó anh ạ. Ồ, thế à, chuyện đó thì có gì đâu. Hai vợ chồng chị ấy là người da trắng. Đứa con da đen của họ bị bệnh máu trắng, cần tìm tủy phù hợp để ghép. Họ thú nhận rằng người cha hiện tại không phải là cha ruột của đứa bé. Sao mẹ của đứa bé không biết cha ruột của con gái mình ở đâu mà phải đi tìm? Họ ly dị lâu rồi à? Không phải anh ạ. Trước đây người phụ nữ đó yêu một anh chàng da đen. Khi cô ấy có bầu thì anh chàng da đen đã ruồng bỏ cô ấy để lấy một người con gái khác, còn ép cô ấy bỏ cái thai đi. Nhưng cô ấy đã bí mật giữ đứa bé lại. Cái gì? Em nói sao? Người phụ nữ đi tìm cha cho con gái tên là gì? Cô ấy tên là... Sanda. Anh sao thế? Không, anh không sao. Trời ơi, cô bé còn sống, con gái mình còn sống ư? Ngày đó... Chắc, anh nói sao? Chúng ta sẽ không có đám cưới ư? Tại sao vậy? Gia đình anh không đồng ý. Nhưng còn cái thai trong bụng em thì sao? Con của chúng ta đang lớn lên từng ngày. Anh nghĩ em hãy bỏ đứa bé đi. Không, đó là con của chúng ta. Em không thể. Anh xin em hãy bỏ đứa bé đi. Anh nói điều đó mà không cảm thấy tội lỗi hay sao? Nhưng nếu gia đình anh biết, họ sẽ từ anh. Em biết đấy. Anh thôi được, tôi sẽ làm theo ý anh. Sanda, xong chưa? Tôi sẽ tự đi taxi về nhà. Mọi chuyện đã theo ý anh, và từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Vẫn không có hồi âm gì của Jack hả em? Vâng, em không tin kẻ hèn nhát đó dám lộ diện anh ạ. Nếu không vì con gái, em sẽ không gặp lại anh ta. Hồi đó... Sanda, lâu lắm không gặp, cậu đi mua đồ cho bé à? Ừ, Luca, mình sắp sinh rồi. Cậu có gặp Jack nữa không? Kể từ ngày anh ta đưa tớ tới bệnh viện, đã 8 tháng rồi, tớ không gặp lại nữa. Cậu đừng nói gì về đứa bé này nha. Mình biết rồi. Mà hôm nay anh ta cưới đó.
cưới cô gái mà gia đình họ sắp đặt. Nghe đâu bố cô gái đó là một quan chức có tầm cỡ. Mừng cho anh ta. Mình sẽ không khai mọi chuyện. Nhưng không được, mình đang là một nghị sĩ, không thể để mọi người biết mình từng là một thằng hèn, với bỏ đứa con của mình. Nhưng còn con gái mình, nó sẽ ra sao? Có chuyện gì phải không anh? Cả tuần nay em thấy anh đau đớn như thế này rồi. Anh có chuyện này muốn thú nhận cho em. Anh chính là cha ruột của đứa trẻ trong câu chuyện của người phụ nữ Sanda em kể hôm trước. Anh nói cái gì? Anh đã từng mắc sai lầm, suýt nữa giết chết chính con gái của mình. Giờ anh không thể mắc thêm một sai lầm nữa khi không cứu sống con bé. Anh đã không dám nói sự thật này với em suốt nhiều năm qua, nhưng anh đã phải sống dày dứt suốt quãng thời gian đó. Bây giờ anh định đứng ra nhận lỗi lầm hay sao? Mọi người sẽ dè biểu anh và gia đình của chúng ta. Anh biết, nhưng anh cần phải cứu con gái anh để chuộc lại lỗi lầm. Em hãy đồng ý với quyết định này của anh nha em. Anh xin em đó. Tôi cảm ơn anh đã cứu con gái chúng tôi. Bác sĩ nói ca ghép tủy rất thành công, con bé đã tỉnh lại rồi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Cuối cùng thì anh đã dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm cho những lỗi lầm trong quá khứ và cứu con bé. Đừng tự dằn vặt mình nữa chắc à. Anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và tha thứ cho chính bản thân mình. Từ giờ anh có thể sống thanh thản suốt quãng đời còn lại rồi. Người vợ ân tình. Chưa thấy tài tử Lục Kỳ, mọi người đồn rằng năm nay anh ấy sẽ đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất đấy. Ê, chưa biết được, nhưng nghe nói hôm nay anh ấy sẽ tới đây cùng vợ. Vợ của Lục Kỳ ư? Chưa bao giờ vợ của anh ấy xuất hiện trước công chúng. Anh ấy đẹp trai và tài năng thế, chắc là vợ phải xinh đẹp lắm. Nè, sẽ có Lục Kỳ tới. Mau, tài tử Lục Kỳ đến rồi kìa. Vợ Lục Kỳ đây ư? Nhan sắc của cô ấy... Tôi cũng tưởng vợ anh ấy phải đẹp lắm. Vậy mà... Xôn xao nhan sắc không mấy tương xứng của vợ tài tử Lục Kỳ. Lộ diện nhan sắc tầm thường của vợ nam thần Lục Kỳ. Em là chiếc áo này cho anh rồi. Anh thay đi, còn tới buổi họp báo kẻo mọi người đợi. Anh có trợ lý làm những việc này, em đâu cần phải vất vả thế. Em muốn được chăm sóc cho chồng em mà. À mà, hôm nay báo chí đưa tin, lần sau em không nên tới những nơi như thế để làm anh xấu hổ nữa. Anh không hề xấu hổ, anh luôn tự hào về em. Anh luôn muốn đi cùng em từ lâu rồi, chỉ tại em từ chối đấy chứ. Dạ, tài tử Lục Kỳ, tôi là phóng viên của báo Đời Sống, xin được hỏi thẳng thắn. Anh là một tài tử thành danh khá sớm, vậy tại sao lại chọn một người vợ nhan sắc tầm thường như thế ạ? Sao lại hỏi thế? Ai cũng biết, nhưng đó là việc riêng của anh ấy mà. Không sao đâu, cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này. Lâu nay tôi vẫn muốn kể một câu chuyện về một người phụ nữ. Cô ấy là vợ tôi, Tiểu Mẫn. Khi đó tôi là một cậu sinh viên mới ra trường, chật vật tìm đủ cách để được nhận một vai diễn phụ mà không được. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, tôi phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Rồi một ngày... Gì chứ? Tiểu Mẫn, em họ cậu muốn giới thiệu tớ với nhà sản xuất à? Cô ấy cũng học cùng trường mình đấy. Nhưng sao chúng ta vài khóa, cô ấy nói từng xem cậu biểu diễn văn nghệ ở trường rồi, thấy cậu đang muốn tìm vai diễn nên muốn giúp. Tiểu Mẫn, cà
cảm ơn em đã giới thiệu anh với nhà sản xuất. Họ đồng ý sẽ cho anh thử vai rồi. Chúc mừng anh, sẽ là vai chính phải không? Ừ, công này là của em. Để cảm ơn em, anh mời em đi ăn tối nha. Không cần phải cảm ơn em đâu. Em nhận lời đi, anh không muốn cảm giác nợ người khác đâu. Dạ được. Anh nhường cho em chọn nhà hàng và món ăn mà em thích nha. Tiểu Mẫn chọn nhà hàng sang trọng quá. Số tiền này sợ không đủ cho bữa ăn. Tiểu Mẫn đang đợi ở trong rồi, chả nhẽ mình lại đi về. Lát nữa nếu mình không đủ tiền trả thì phải làm sao đây? Mình không quen nhà hàng này, liệu họ có cho nợ không? Anh Lục Kỳ, anh ăn đi chứ. Em cũng ăn đi. Anh ăn xong chưa? Anh xong rồi. Còn em có muốn gọi thêm gì không? Dạ không ạ, em cũng xong rồi. Em ơi, cho anh thanh toán. Dạ vâng ạ. Hết chuyện này thôi hả? Dạ vâng ạ. May quá, mình cứ nghĩ là không đủ tiền, hóa ra nhà hàng này không đắt như mình tưởng. Từ sau lần đó, mỗi khi tiếp khách, tôi đều tới nhà hàng này. Tôi không ngờ ở giữa thành phố phồn hoa, một nhà hàng sang trọng với nhiều món ăn ngon như vậy mà giá cả lại rẻ đến thế. Cho tới một ngày... Lục Kỳ, bối cảnh sắp tới là ở nhà hàng đấy nhé. Mình biết rồi. À mà nè, hôm nọ sinh nhật bà xã, cậu giới thiệu cho mình nhà hàng Hồng Lâu. Công nhận là rất ngon, nhưng đồ ăn thì đắt quá. Mình mà biết đắt như vậy thì không dám đến đâu. Sao lại đắt? Giá rẻ như nhà hàng bình dân mà. Hóa đơn mình vẫn còn giữ đây này. Cậu đại gia từ bao giờ mà kêu giá bình dân chứ? Sao lại như vậy chứ? Mình tới đây ăn biết bao nhiêu lần rồi, không bao giờ họ lấy giá cao như thế này. Cậu kêu mình mượn tờ hóa đơn này nha. Mình sợ rằng họ có sự nhầm lẫn nào đó. Các bạn làm ăn kiểu gì thế này? Tôi giới thiệu bạn của mình tới đây, nhưng lại tính giá cho cậu ấy nhiều gấp 3 lần bình thường. Chả nhẽ tất cả các món hôm đó tăng giá đột xuất à? Dạ không phải. Thôi thì tới nước này chúng em xin nói thật. Thực ra giá trong hóa đơn này là mới là giá chính xác của nhà hàng à? Vậy từ trước tới nay tôi ăn ở nhà hàng này với giá rẻ hơn rất nhiều là như thế nào? Dạ là do chị Tiểu Mẫn đã dặn trước à. Chị Tiểu Mẫn là khách quen của nhà hàng này từ lâu. Chị ấy nói mỗi khi anh tới nhà hàng ăn thì tính giá cho anh rẻ bằng 1/3 thôi. Số tiền còn lại chị ấy sẽ trả. Em coi thường anh không có tiền phải không? Không, em chưa bao giờ coi thường anh hết. Buổi đầu tiên đi ăn cùng anh, em đã định chọn nhà hàng khác. Nhưng em cũng muốn anh tới Hồng Lâu để thưởng thức, vì món ăn ở đó rất là ngon. Để anh không phải suy nghĩ chuyện tiền ăn, nên em đã dặn nhà hàng. Không ngờ từ sau buổi đó anh lại thích nhà hàng đó và thường xuyên tới. Cho nên em... Anh hiểu rồi. Anh cảm ơn em. Giờ anh đã được nhận vai diễn rồi. Anh sẽ cố gắng có tiền để sau này mời em một cách đàng hoàng nha. Sau đó vai diễn của tôi thành công, con đường sự nghiệp của tôi đi lên từ đó. Tôi tự nhủ lòng, người con gái tinh tế như Tiểu Mẫn tôi có thể tìm thấy được ở đâu nữa không? Khi bắt đầu nổi tiếng, tôi đã cầu hôn Tiểu Mẫn. Cô ấy đúng là tuyệt vời thật mà. Sau này cũng có lúc tôi thất bại, nhưng Tiểu Mẫn luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên. Chưa khi nào cô ấy bỏ cuộc. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Tiểu Mẫn. Tôi luôn tự hứa sẽ yêu và chung thủy với cô ấy suốt đời. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của diễn viên Hồng Kông nổi tiếng một thời Lương Gia Huy. Trải qua 31 năm hôn nhân, Lương Gia Huy vẫn luôn chung thủy với vợ, dù bao bóng hồng xinh đẹp lướt qua cuộc đời. Đế vương chân chính. Ngày xưa, tại một khu rừng xa xôi huyền bí, nơi cây cối xanh tươi quanh năm, ở đó có một cây xoài ngàn năm khổng lồ. Cành lá của nó đủ để phủ kín cả một vùng trời. Cây xoài là nơi trú ngụ của một đàn vượn đông đúc, gồm 8.000 con. Những trái xoài là nguồn thức ăn dồi dào cho chúng từ bao đời. Bầy vượn được cai quản bởi vượn đầu đàn, một con vượn vô cùng thông minh và hiểu biết.
Vượng đầu đàn thường dặn dò bầy vượng không được để bất kỳ một trái xoài nào chín rụng xuống. Phải ăn khi chúng vẫn còn xanh, nếu không tai họa sẽ ập đến. Nhưng dù hết sức chú ý, chúng cũng không quan sát được hết những trái xoài chín, nhất là những trái bị che lấp bởi cành lá. Vật đang trôi dưới kia lên đây cho ta. Ồ, vâng, thưa bệ hạ. Dạ, thưa bệ hạ, đây là một trái xoài khổng lồ ạ. Trước giờ ta chưa từng thấy trái xoài nào to đến như vậy. Ngay lập tức, nhà vua đã cho bổ trái xoài kỳ lạ để thưởng thức. Ngon tuyệt vời. Ngon thật, chưa bao giờ ăn quả xoài nào ngon đến thế này. Vừa giòn, vừa ngọt liệm mà vẫn thanh mát. Đây có phải là trái xoài trong truyền thuyết không nhỉ? Truyền thuyết gì? Khanh hãy tấu ta nghe. Thưa bệ hạ, thần từng nghe nói có truyền thuyết về một cây xoài trong khu rừng huyền bí. Nó nói rằng cây xoài đó sẽ mãi mãi thuộc về một bậc đế vương chân chính ạ. Bậc đế vương chân chính, còn ai khác ngoài ta cơ chứ? Hãy hạ lệnh cho ba quân chuẩn bị thuyền. Chúng ta sẽ chèo thuyền tới khu rừng huyền bí. Muôn tâu bệ hạ, đường đến khu rừng đó rất xa và hiểm trở. Thần thiết nghĩ bệ hạ nên ở lại đại điện chờ tin của chúng thần mang về. Ý ta đã quyết, ta muốn chứng kiến tận mắt cây xoài khổng lồ. Ngày sáng hôm sau, nhà vua sai quân lính chất đầy những bao lương thực lên thuyền để chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Binh lính chèo suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Nhiều ngày sau, họ cũng tới được khu rừng huyền bí. Nghe rồi, có phải cây xoài huyền thoại đó không? Đúng là nó rồi, chèo mạnh vào cho ta. Cấp báo, có một con thuyền lạ đang hướng tới đây. Tất cả hãy bình tĩnh, không được hoảng loạn. Hãy tỏ ra như bình thường, xem ý họ muốn gì. Quả là cây xoài khổng lồ, nó phải cao đến cả trăm thước chứ không ít. Gì thế này, đầu ra mà lắm vượng thế. Nhiều quá, cả mấy ngàn con ấy chứ. Dường như cây xoài này là nơi sinh sống của chúng, thưa bệ hạ. Cây xoài mãi mãi thuộc về bậc đế vương chân chính. Lão tuyết, cây xoài dành cho bậc đế vương, sao có thể cho lũ vượng ngang nhiên chà đạp. Nghe lệnh ta, hãy quét sạch lũ vượng ra khỏi cây này. Thưa bệ hạ, trời đã tối rồi, nếu đốt lửa bắn tên e sẽ tổn hại đến cây. Thần nghĩ nên để sớm ngày mai, chúng ta ra tay vẫn chưa muộn. Thôi được, quăng lưới xung quanh những cây khác, không được để chúng chạy mất. Sáng sớm ngày mai, toàn bộ binh lính tập trung tiêu diệt bầy vượn cho ta. Tuân lệnh. Làm cầu cho cả đàn qua sông sao? Thôi bệ hạ, nếu không tấn công ngay thì chúng sẽ trốn thoát hết đấy ạ. Khoan đã, cảnh tượng này thật quá cảm động. Con vượn đầu đàn đó xứng đáng là một đế vương chân chính vì đã hy sinh thân mình cho đồng loại. Còn ta chỉ vì sự ích kỷ, tham lam trái ngọt và tự ái nhỏ nhen mà suýt gây nên một cuộc tàn sát thảm khốc. Ta thật quá hồ đồ. Hãy đưa chú vượn đó xuống đây, chăm sóc cho cẩn thận. Rõ, thưa bệ hạ. Sau khi được chăm sóc, vượn đầu đàn đã tỉnh lại. Cả đàn vượn đã trở về cây xoài, còn nhà vua cũng quay về hoàng cung của mình. Ngài hạ lệnh cho tất cả muôn dân không bao giờ được động đến cây xoài bầy vượn đó. Hòn đá đau khổ. Chuyện kể rằng, xưa kia, ở một thị trấn nọ, xảy ra một đợt hạn hán nghiêm trọng khiến mùa màng thất bát. Khi ấy, trong trấn có một tộc lãnh chúa nhiều đời giàu có, nhờ chuyên bóc lột dân nghèo. Trong đợt hạn, với tài sản tích trữ, họ vẫn sống sung túc, lãnh đạm quay lưng với đồng bào. Thật phiền phức hết sức. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi cái trấn nghèo khổ này rồi. Bác nói phải lắm, nên tìm một vùng đất tốt hơn, tránh xa đám dân nhếch nhác này đi. Mà nhà cậu Út đâu rồi nhỉ? Cái con bé Sarah nhà đó là chúa phiền phức, của đâu mà phân phát cứu đói chứ? Không lâu sau đó, gia tộc mang theo của nã rời khỏi thị trấn, chỉ còn vợ chồng lãnh chúa Út và cô con gái ở lại. Trái với tính cách của gia tộc mình,
cô gái cũng như cha mẹ mình lại rất thương người khốn khó. Họ không nỡ rời đi, trong khi bỏ lại thị trấn quê hương khốn khó. Ông là ai? Ta là thần báo mộng. Ta đến để tìm cháu đây. Đúng hơn là để báo ác mộng. Ông đến tìm cháu? Ác mộng ư? Cháu không hiểu gì hết. Tộc cháu từ bao đời nay vô cùng tham lam, giàu có nhờ bóc lột người khác. Thời khắc tộc cháu bị trừng phạt đã điểm. Tất cả những người mới rời đi đã gặp cướp, trắng tay và sẽ phải nghèo nàn suốt kiếp. Còn gia đình cháu... Thưa ông, ý ông muốn nói là bây giờ cả gia đình cháu cũng sẽ phải chịu trừng phạt sao? Ta biết cháu và cha mẹ cháu không giống những người trong tộc, nhưng sự trừng phạt này đã được định đoạt cho toàn gia tộc cháu, không ngoại trừ người nào hết. Thưa ông, cháu xin gánh chịu sự trừng phạt này thay cho ba mẹ cháu. Xin ông hãy giúp cho cháu. Thôi được rồi, nhưng sự trừng phạt rất đáng sợ. Cháu sẽ phải chịu những năm đói khát liên tục, sau đó phải hầu hạ một người đàn ông như đã chết trong 7 năm. Và trong thời gian đó, cháu không thể thành mình với bất kỳ điều gì. Chỉ sau khi hòn đá đau khổ đến với cháu, mọi chuyện mới dừng lại. Hãy nhớ lời ta, hòn đá đau khổ. Sau đó, mọi việc xảy ra y như giấc mộng. Cô gái bắt đầu thấy đói khủng khiếp, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Đến nỗi cha mẹ cô phải bán hết gia tài chỉ để mua lương thực. Những năm cái đói hành hạ vừa qua, những năm liên tục bị khát đã đến. Cô gái uống bao nhiêu nước vẫn không đủ. Năm đó, trận hạn hán kéo dài, sông hồ của thị trấn đều khô cạn. Sarah phải từ biệt cha mẹ, lang thang tìm nước uống. Cô đã tìm đến dòng sông lớn nhất trong vương quốc. Thật là kỳ lạ, mình không còn cảm thấy khát nữa. Có lẽ thời gian đói khát đã qua rồi. Nhưng mình đã mệt mỏi đến mức sắp kiệt sức rồi. Hãy thử mạo muội qua dinh thự bên kia xin ngủ nhờ một đêm xem sao. Điểm khủng khiếp nhất đã tới rồi. Mình sẽ phải chăm sóc cho người đàn ông nằm bất tỉnh này trong 7 năm trời. Mình không biết nguyên nhân gì làm cho anh ta phải nằm bất động như vậy. Nhưng dẫu sao, hoàn cảnh của anh ta cũng thật đáng thương. Thời hạn 7 năm con phải sống ở nơi lạnh lẽo này sắp hết rồi. Cô gái, chỉ cần con kiên trì vượt qua thử thách cuối cùng nữa, lúc đó con sẽ chạm tới được hạnh phúc. Ta vốn không có nơi nào để về. Cô hãy cho ta ở lại đây. Ta sẽ giúp cô phần nào công việc hàng ngày. Nếu được như vậy thì thật cảm ơn cô. Chính em là người đã chăm sóc cho ta trong suốt bao năm qua ư? Vâng ạ. Cảm ơn em đã chia sẻ đau khổ với ta trong suốt những năm qua. Sở dĩ ta cứ nằm mãi ở đây vì bị lời nguyền của thầy phù thủy muốn có thù oán với gia tộc ta. Những năm qua em không có lúc nào chợp mắt được. Ôi, thế là những ngày đau khổ đã qua đi rồi. Em đã một mình chăm sóc ta ư? Em có một người giúp việc nữa, nhưng cô ta chẳng giúp được là bao. Cảm ơn em nhiều lắm. Cô ta đã nói cho chàng toàn những sự dối trá, nhưng... Trong suốt thời gian phải chịu đựng những tai ương của số phận, cháu không thể thành mình với bất kỳ điều gì, dù có bị oan ức, chỉ đến khi hòn đá đau khổ xuất hiện. Chàng chỉ nghe lời của ta mà thôi. Cô có nói gì cũng vô ích. Hãy lắng lặng mà làm việc đi. May ra ta thương tình cho cô ở lại đây giúp việc cho chúng ta. Giờ ta sẽ tới thành phố để mua sắm trang phục chuẩn bị lễ cưới. Ta thấy cô làm việc rất chăm chỉ. Chẳng hay cô có muốn mua thứ gì không? Thưa ông
ông chủ, thứ duy nhất tôi cần bây giờ chỉ có hòn đá đau khổ thôi. Hòn đá đau khổ ư? Ta chưa từng nghe tới, nhưng ta sẽ cố tìm nó về cho cô. Ở đây chính là hòn đá đau khổ mà anh tìm kiếm đây. Tôi không hiểu sao người ta lại nhờ tôi tìm hòn đá đau khổ này. Cầm hòn đá đau khổ này trong tay, nó sẽ kể lại cho anh nghe hết những khổ đau mà đời anh phải nếm qua. Nỗi khổ càng lớn thì hòn đá càng to lên. Nếu không tin, anh có thể thử. Nhiều năm ròng tôi phải nằm liệt giường bất tỉnh như chết. Trời ơi, nó thật công hiệu. Đúng vậy, nó là hòn đá thần kỳ. Nhưng ngặt nỗi con người ta sợ đối diện với đau khổ, cho nên mấy chục năm nay nó vẫn nằm lì trong tiệm tôi, chẳng có ai hỏi đến. Những năm liên tục tôi bị những cơn đói, cơn khát hành hạ. Tiếp đến là những ngày chăm sóc cho người đàn ông lạ trong cung điện này tròn 7 năm trời. Vậy mà giờ đây tôi lại chưa thể có được hạnh phúc vì có người muốn chiếm đoạt tất cả. Thật may là cuối cùng ta cũng biết được sự thật. Thời gian qua phải là vất vả với em, nhưng tại sao em không nói cho ta mọi chuyện chứ? Sarah bèn kể lại cho chàng trai nghe về sự trừng phạt dành cho gia tộc của nàng, và nàng đã tình nguyện gánh vác thay cho cha mẹ nàng ra sao. Đám cưới của cô gái và người đàn ông được tổ chức long trọng. Sau bao năm trải qua khổ cực, cuối cùng cô gái cũng vượt qua để có được hạnh phúc. Còn thiếu nữ dối trá kia thì biến đâu mất tâm, không ai còn nhìn thấy cô ta nữa. Cũng kể từ đó, không ai còn nghe thấy tung tích về hòn đá đau khổ nữa. Nó đã bị quên lãng và chỉ còn được nhắc đến trong câu chuyện cổ tích này mà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.